bạn nào ấy, bạn nào mà có một hoặc hai cái nét tướng mà mình vừa chia sẻ ấy, bạn đã là cái người có phúc khí hơn người, bạn đã là cái người có may mắn hơn người, cái hậu vận của bạn sẽ rất là tốt đẹp. Còn nếu như bạn nào nhé mà có càng nhiều những cái nét tướng như mình chia sẻ ấy, các bạn là cái người vô cùng may mắn, cái hậu vận của các bạn không bao giờ các bạn phải suy nghĩ một cái gì, bạn là người rất có phúc. Xin chúc mừng các bạn. Xin chào quý vị và các bạn nha. Xem xong cái video này ấy, các bạn đều có thể là các bạn tự nhìn được cái bản thân mình ấy. Các bạn có thể là các bạn thấy là ở bản thân của các bạn ấy là có phúc hay là không có phúc, cái phúc nhiều hay là cái phúc mỏng, phúc nhiều hay là phúc ít, phúc lớn hay là phúc nhỏ, các bạn đều có thể các bạn tự xem cho bản thân mình được. Các bạn hiểu một cái điều là như thế này nhé, cái phúc hay không ấy, cái phúc nó sinh ra ấy thì bao giờ nó cũng là như thế này này, nó cũng là từ trong bản thân mình làm những cái điều tốt đẹp, mình làm nhiều cái việc thiện, mình làm nhiều những cái việc mà giúp cho đời, giúp cho người, mình có được nhiều giá trị để mình trao đi cho mọi người, thì cái phúc của mình nó tăng lên. Và cái người đương nhiên là một cái điểm mà mình vẫn hay nói với quý vị ấy. Nghĩa là ấy, muốn có lộc nhiều ấy thì phải xem cái phúc của mình nó có nhiều hay không. Nếu cái phúc của mình mà nhiều thì đương nhiên là cái lộc sẽ nhiều. Còn ngược lại những cái người mà cái phúc mà kém ấy, mà muốn có lộc nhiều thì không có đâu, sẽ rất là khó để mà có. Còn nếu như cái người mà phúc kém ấy mà có lộc nhiều ấy, nó may mắn nó đến ấy, chắc chắn các bạn không giữ được lâu, mà chắc chắn người ta nói rồi, nếu như không có phúc mà có lộc ấy, chắc chắn đây là cái họa. Người ta vẫn nói cái câu là không công thì bất thụ lộc, nghĩa là không có công ý, thì đừng có thụ lộc, đừng có hưởng lộc. Cái đấy là cái họa ấy. Cái họa chứ không phải là cái phúc. Đúng không nào? Thì mình nói là như thế này, các bạn ấy, các bạn làm nhiều cái điều tốt, làm nhiều cái việc tốt, làm nhiều cái việc cho đi ý, thì chính bản thân các bạn là cái người rõ nhất. Là cái người rõ nhất. Nhưng mà nếu ý, cái người ngoài mà muốn nhìn ở bạn ấy, xem bạn là cái người có phúc hay không ấy, thì hôm nay qua cái video này mình sẽ chia sẻ cái cách nhìn, nghĩa là nhìn ra một cái người ấy mà có cái phúc khí lớn nha, họ sẽ là cái người ấy, hậu vận rất sướng, cái người này hậu vận rất viên mãn, nghĩa là từ trung vận đổ ra thì họ gần như là họ không thiếu cái gì, họ sống rất thoải mái, không phải lo lắng cái gì, nhất là về tiền bạc thế này thế kia. Nhìn bên ngoài thôi, nếu như bạn nào nhé mà có những cái nét tướng mà hôm nay như hôm nay mà mình chia sẻ ấy, bạn chỉ cần có một hoặc hai thôi, bạn đã là cái người có cái phúc rồi, có cái phúc lớn, bạn đã là cái người mà kiểu như là người ta gọi là cái người may mắn rồi. Bạn có càng nhiều thì cái phúc của bạn càng lớn, cái hậu vận của bạn cực kỳ tốt. Các bạn chú ý đón xem. Cái điều đầu tiên mình muốn nói với các bạn là như thế này này. Các bạn cứ để ý nhé. Khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn để ý các bạn tiếp xúc với những cái người ấy, những cái người mà có nhiều phúc ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Các bạn cảm thấy rất thoải mái. Các bạn cảm nhận được ở người ta ấy, nó có cái gì ấy, mà khi bạn tiếp xúc với người ta ấy, bạn thấy là ở người ta nó có cái gì nó chân thành, nó chân tình. Họ dễ gây thiện cảm với các bạn. Các bạn cảm thấy ở cái người này họ đức độ, họ nhân từ ấy, họ có một cái gì họ bao dung ấy. Đặc
đặc biệt là những cái người này thì họ luôn luôn là những cái người mà không bao giờ họ lừa dối hay là họ hại bạn. Và các bạn cứ để ý nhá, những cái người mà có nhiều phúc ấy, các bạn cứ để ý, các bạn cứ nhìn vào cái khuôn mặt của người ta ấy, lúc nào nó cũng rất là kiểu như là nhẹ nhàng mà từ tốn, mà ở họ các bạn càng nhìn các bạn cảm thấy như là họ như kiểu đang cười với các bạn ấy, mặc dù là họ có thể là họ không cười đâu, nhưng mà các bạn càng nhìn các bạn càng cảm thấy là có thiện cảm ấy, cảm thấy dễ gần ấy, cảm thấy thân thiện ấy. Đấy là những cái người có nhiều phúc đấy, các bạn cứ để ý. Mà mình nói với các bạn nhé, những cái người có nhiều phúc ấy, cái trang phục của họ, họ ăn mặc chỉ là rất bình thường thôi, rất bình thường, nhưng mà các bạn nhìn các bạn vẫn thấy đẹp. Các bạn nhìn họ, các bạn vẫn thấy ở họ có một cái gì nó rất là đẹp, nó rất là sang. Nhìn vẫn thu hút, nhìn vẫn kiểu như là rất là cuốn hút ấy, có một cái gì rất cuốn hút. Còn những cái người nha, mình nói các bạn nha, những cái người mà kiểu như là cái phúc kém ấy, cho dù nhá, cho dù họ có mặc quần áo đẹp như thế nào, quần áo đắt tiền như thế nào, có hàng hiệu như thế nào, họ mặc lên người nhìn ý, cảm giác nó không cân xứng. Nó cứ có một cái gì như kiểu là cái quần áo của họ nó đẹp hơn họ ý. Mọi người nhìn thì mọi người đập mắt vào cái quần áo của họ hơn ý, chứ không đập mắt vào họ. Nghĩa là họ như kiểu là cái móc treo quần áo, hay là họ như kiểu là những cái người nộm, người mannequin, như kiểu cái giá treo đồng áo, à cái giá treo quần áo ấy. Họ như kiểu là họ quảng cáo cho quần áo ấy, kiểu như vậy thôi. Quần áo đẹp hơn họ hẳn. Đấy là cái người mà những cái người đó là những người không sang đâu. Cái người đó là cái phúc của họ là không nhiều đâu. Bạn cứ để ý. Hoặc là những cái người mà cái phúc không nhiều thì các bạn cứ để ý là như thế này này. Nhiều khi trong cuộc sống của họ, họ tiêu rất là nhiều tiền. Nghĩa là họ không biết quản lý tiền đâu. Họ tiêu tiền toàn tiêu vào những cái thứ mà nó lung tung, nó vô bổ. Đi ăn, đi uống, đi nhà hàng, đi ăn, đi uống, gọi đồ tràn lan. Thanh toán rất nhiều. Ăn xong đứng lên, đồ thừa rất nhiều. Gọi nhưng mà không ăn. Cái đấy là nó tiêu đi cái phúc. Hơn nữa là cái phúc nó không nhiều. Những cái người phúc không nhiều thì thường là như vậy đấy. Hay bỏ thừa, bỏ mứa, kiểu như vậy. Các bạn hãy để ý, các bạn hãy nhớ. Chưa kể là nhiều người, mình nói với các bạn là nhiều người còn đi ra ngoài còn sông xanh lắm. Đi ra ngoài thì vung tiền, tiêu tiền, vung tiền bạc mạng. Thế mà về nhà thì không bao giờ là cho người thân của mình một cái gì. Như thế là những cái người đó là cái người mà phúc không nhiều đâu. Đúng không nào, các bạn cứ để ý đi. Các bạn hãy nhớ cái điều đó. Mà nhé, mình nói với các bạn nhé, những cái người mà phúc không nhiều ấy, các bạn cứ tiếp xúc với người ta đi. Các bạn tiếp xúc người ta, các bạn cảm thấy như là cái nó không sâu. Các bạn cảm thấy là ở cái người này nó cứ hời hợt. Những cái cuộc vui của họ thì rất là ngắn ngủi. Những cái cuộc vui của họ nó không sâu, nó ngắn ngủi lắm, nó cạn cợt lắm. Nó không mang một cái giá trị gì, các bạn không nhận được một cái giá trị gì từ những cái người mà phúc không nhiều. Các bạn hãy nhớ. Ngoài ra các bạn có thể là các bạn nhận được những cái cuộc chơi, cuộc vui, cuộc đàn đúm tụ tập thế này thế kia, xong là thôi. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, các bạn cảm thấy thế. Hơn nữa ấy, các bạn về nhiều khi các bạn cảm thấy là, các bạn cảm thấy như là kiểu như là mình kiểu như là bị mất năng lượng ấy. Cảm thấy mình mệt mỏi đi. Mình cảm thấy, các bạn cảm thấy như là mình mất công, mất việc, chả đem lại cái gì, mất cả sức khỏe. Đấy, khi mà các bạn mà tiếp xúc với những cái người mà phúc không nhiều ấy, cái người phúc kém ấy, thì hay có cái kiểu như vậy. Các bạn hãy tự cảm nhận đi. Ừ. Đấy, thì bây giờ là để mà đi vào vấn đề thì bây giờ các bạn hãy xem nhé, các bạn chuẩn bị xem là các bạn có những cái nét, có những cái nét tướng như thế này hay không. Nếu các bạn có những cái nét tướng như thế này thì các bạn là cái người rất nhiều phúc này. Cái hậu vận của các bạn cực kỳ sung sướng đầy đủ. Các bạn là cái người may mắn hơn người. Cái video này là mình chia sẻ cho cả nam lẫn nữ.
Cái đầu tiên nhé, cái đầu tiên các bạn hãy để ý là như thế này nhé, các bạn hãy xem cái bàn chân của các bạn. Cái đầu tiên là các bạn xem bàn chân của các bạn, cả nữ cả nam, cả trái chân trái lẫn chân phải, các bạn xem cái bàn chân của các bạn nó có đầy đặn hay không, nó có hồng hào hay không. Các bạn để ý đi. Mình nói với quý vị của các bạn là như thế này này. Một cái người sướng hay khổ, giàu hay nghèo nhá, thông minh hay là không thông minh, có phúc hay không có phúc, khỏe hay yếu, chúng ta nhìn vào bàn chân chúng ta biết ngay. Chúng ta chỉ cần nhìn vào bàn chân là chúng ta biết ngay. Cái bàn chân nó nói lên rất nhiều điều. Các bạn cứ quan sát nhé, những cái người mà bàn chân mà vừa đầy đặn vừa hồng hào ấy, những cái người này ấy, cái phúc của họ đã lớn rồi này, đã dồi dào rồi này, cái sức khỏe của họ rất tốt. Bây giờ nói đến sức khỏe rất tốt. Cứ người nào mà có cái bàn chân đầy đặn hồng hào, sức khỏe rất tốt. Còn những cái người nhá, các bạn nhớ nhá, những cái người mà cái bàn chân mà nó cứ khẳng khiu ấy, nó gầy guộc ấy nhá, nó gầy guộc, nó khoảng khi bị xong rồi nó còn xanh xanh, nó còn trắng trắng bợt ra, xong rồi nó còn xanh xanh, nó còn xám xám ấy, những người đó cực vất vả, cực nghèo, rất khó khăn, rất nghèo, rất vất vả. Những cái người đó thì may mắn lại rất ít, sức khỏe thì lại kém. Các bạn hãy quan sát cái điều này. Chưa bao giờ có cái người nào mà bàn chân mà đầy đặn mà hồng hào mà người ta vất vả bao giờ cả. Những cái người này thì họ thường là những cái người rất may mắn trong cuộc sống. Họ là những người khỏe mạnh, họ là những cái người thông minh. Những cái người này nhá, mình nói với các bạn là như này nhá. Những cái người bàn chân mà có cái bàn chân mà đầy đặn mà hồng hào ấy, những cái người này họ là những người rất chân tình, họ chân thành lắm. Họ giao tiếp với mọi người, họ biết cư xử. Mà những cái người này hay được đi đây đi đó cơ. Hay được đến những cái chỗ mà, đến những cái nơi mà sang trọng, hay được tiếp xúc với những cái người mà người ta gọi là những cái người mà cao quý. Cái người có bàn chân đầy đặn hồng hào ấy, người này thì lắm phúc lắm. Các bạn hãy nhớ là như thế này này. Cái chân ấy, nó có khỏe, cái bàn chân nó có đẹp, nó có khỏe, nó mới nâng đỡ toàn cái cơ thể con người. Nó nâng cả tất cả những cái bộ phận con người lên được. Các bạn hãy nhớ một cái điều đó. Một cái người mà chân đẹp, mà chân khỏe thì cả người sẽ khỏe. Có những cái người nhá, mình nói nhá, bên trên thì to mà bên dưới thì nhỏ, bên trên thì to mà bên dưới chân tay bé tí, chân bé tí. Những cái người đó sức khỏe lại kém, những cái người đó thì lại sức khỏe không nhiều, phúc không nhiều, lộc không nhiều. Còn cái người cứ bên dưới, cái thân bên dưới mà to, mà cái bàn chân của họ vững vàng mà đầy đặn, bàn chân của họ hồng hào, chắc khỏe nhá, mà bên trên ý, nó lại gọn gọn, những người đó thì luôn là những người khỏe mạnh. Còn tốt nhất ý, là trên dưới nó đều nhau, cả dưới cả trên nó to, nó đều nhau ý, là tốt nhất. Các bạn hãy nhớ cái điều đó. Thế nên bạn nào nhé, có cái bàn chân mà hồng hào đều là, đầy đặn mà hồng hào nhé, xin chúc mừng các bạn là cái người có phúc. Các bạn không thiếu tiền đâu, các bạn không lo đâu, các bạn đi đến đâu mọi người cũng quý các bạn. Các bạn đi đến đâu cũng có quý nhân, mọi người mà tiếp xúc với bạn ấy, mọi người rất quý bạn. Bạn là cái người thân thiện. Những cái người chân đầy đặn mà hồng hào ấy, phải nói là họ là những cái người đi đến đâu họ cũng ok, đi đến đâu cũng được mọi người quý, đi đến đâu cũng được giúp đỡ, làm bất cứ cái gì cũng suôn sẻ thuận lợi, khó khăn một cái là có quý nhân giúp đỡ liền, có bạn bè ủng hộ liền. Nói chung cái cuộc đời, cái cuộc sống của những cái người này ấy, là những cái người luôn đầy đủ, họ không bao giờ họ sợ thiếu, không sợ đói, không sợ thiếu tiền.
Nói chung những cái bạn, tóm lại những cái bạn mà có bàn chân mà đầy đặn mà hồng hào, xin chúc mừng các bạn. Các bạn rất nhiều phúc khí, các bạn là những cái người mà cái hậu vận của các bạn rất sướng, các bạn là cái người may mắn hơn người. Một cái nét tướng thứ hai này, một cái nét thứ hai các bạn nhìn này. Các bạn có thể các bạn nhìn vào cái nét này là các bạn biết là cái người này có nhiều phúc hay không nhá. Cái này thì lại rất dễ nhìn. Các bạn nhìn vào đâu? Các bạn nhìn vào cái ấn đường. Các bạn nhìn vào cái ấn đường. Cả nam cả nữ các bạn đều nhìn vào cái ấn đường. Cái ấn đường nó có cái gì? Cái ấn đường ấy của cái người mà nhiều phúc ấy, của cái người mà hay may mắn, gặp may mắn, của cái người mà cái hậu vận người ta sướng ấy, nó luôn nhìn nó sáng sủa, nó khoáng đạt, nhìn nó rộng rãi, nhìn nó thoáng, các bạn nhìn nó sáng, nhìn nó không gồ ghề, nó không nhăn nhúm. Cái ấn đường người ta nhìn nó bằng phẳng, nhìn nó sáng sủa, nhìn nó rộng rãi. Cứ hai đầu ngón tay bạn cho vào cái ấn đường của bạn, rộng hai đầu ngón tay của bạn là đẹp. Các bạn hãy nhớ đấy. Nghĩa là cái ấn đường nó rộng rãi. Mình nói nhá, những cái người có cái ấn đường kiểu như là nó khoáng đạt, nó rộng rãi nhá. Những cái người này họ thường là những cái người vất họ những cái người này họ thường là những cái người rất bao dung, họ thường là những cái người rất rộng rãi độ lượng. Hơn nữa nhá, những cái người này rất thông minh. Họ nhá, họ đánh giá, họ nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng, mọi thứ họ cảm nhận nó rất là sâu sắc, rất là chuẩn. Đánh giá tình hình đúng. Họ nhìn nhận được vấn đề. Người này nhá, được cái là như này, nếu mà trong làm ăn ý, họ nhìn đâu ra, họ nhìn đâu cũng ra cái cơ hội, nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Mà những cái người này các bạn hãy để ý là khi mà họ tiếp xúc, họ giao tiếp với mọi người, chơi với bạn bè, là quan hệ với những cái người xung quanh ý, thì những cái người này họ, cái tấm lòng của họ nó rộng rãi lắm, nó bao dung lắm. Không bao giờ để bụng, không bao giờ suy tính, không bao giờ là kiểu như là có cái suy nghĩ hẹp hòi hay là như thế nào. Không so đo, không tính toán, rất dễ chịu. Sống với mọi người rất dễ chịu, không có làm hại ai, không có bao giờ là kiểu như làm những cái điều mà lợi mình hại người. Những cái người nhiều phúc lắm, những cái người ấn đường mà, cái ấn đường mà người ta đẹp, người ta sáng, người ta nhiều phúc lắm. Lưu ý với các bạn là như thế này này, có nhiều những cái thông tin thì người ta hay nói là ở cái ấn đường mà có cái nốt ruồi ấy, thì là tốt. Nhưng hôm nay mình nói luôn với các bạn là như thế này nhé, bạn nào ấy ấn đường ấy, nếu như ở ấn đường của các bạn mà có cái nốt ruồi son ấy, sẽ rất tốt, may mắn, thông minh, hiểu biết, nhìn thấu mọi việc, toàn là những người thành công thành đạt. Nhưng nếu như mà là cái nốt ruồi đen ấy, đen hay nâu hay xanh, đại loại là không phải là nốt ruồi son, thì lại là không tốt, chưa tốt. Những cái bạn mà ở ấn đường mà có cái nốt ruồi đen ấy, thì các bạn thường là những cái người mà kiểu như là khó mà thành công trong cuộc sống lắm. Nghĩa là ở các bạn ấy, các bạn làm cái gì các bạn không đeo đuổi được, không có cái sự mà kiên nhẫn, không có cái sự kiên trì. Các bạn làm cái gì các bạn hấp tấp vội vàng, các bạn qua loa đại khái lắm. Đấy, các bạn hãy nhớ, nếu bạn nào mà có cái ấn đường, bạn nào mà có cái nốt ruồi đen ở ấn đường ấy, các bạn hãy để ý cái điều đó. Nếu như các bạn có cái tính như vậy, các bạn chỉnh sửa lại cái tính cách, các bạn sẽ ok hơn, các bạn sẽ tốt hơn. Đại loại là như vậy. Quay trở lại là như thế này này. Nghĩa là tất cả những cái bạn mà có cái ấn đường ấy, mà nó rộng rãi, nó khoáng đạt ấy,
nó bằng phẳng, nhìn cái sắc nó tươi sáng ấy, nói chung cái ấn đường các bạn nhìn nó đẹp. Các bạn đều là những cái người rất may mắn. Trong cái cuộc sống của các bạn cư xử rất là phóng khoáng. Các bạn là những cái người luôn kiểu như là khoan dung và độ lượng ấy. Các bạn làm cái gì nếu như các bạn gặp khó khăn hay là nghịch cảnh như thế nào, các bạn đều có thể các bạn vượt qua được hết. Các bạn không bao giờ than trách hay là oán trách một cái gì. Mọi thứ các bạn đều vượt qua. Công việc nó khó khăn, nó có trắc trở hay là như thế nào, các bạn, cái sức chịu đựng của các bạn ấy nó rất tốt. Các bạn là cái người mà rất biết nhẫn nhịn, rất kiên trì, chịu đựng rất tốt. Cái công việc mà nó khó đến như thế nào ấy, các bạn vẫn ok, các bạn vẫn vui vẻ, các bạn lạc quan, các bạn làm. Nhiều người nhá, các bạn cứ để ý nhá, nhiều người làm việc nhá, cứ chọn những cái việc dễ, cái việc khó cứ lừa, cứ dừa cho người khác, cứ làm những cái việc dễ. Mà cái người mình nói các bạn nhá, những cái người mà kiểu như là cứ thích làm những cái việc dễ mà việc khó mà dừa cho người khác, những cái người đó không bao giờ thành công được. Những cái người đó thì không bao giờ may mắn đâu, không có lộc nhiều đâu. Những cái người đó thì thường là những cái người kiểu, người ta hay nói là cái người mà kiểu như là khôn vặt. Không những khôn vặt mà những cái người này thể hiện, những cái người này là những cái người sẽ không làm được cái việc gì ra hồn, không làm được việc lớn. Cái người mà thấy việc khó mà không lao vào, không làm ấy, rõ ràng là cái người mà thứ nhất là cái người lười, thứ hai là cái người không kiên nhẫn, thứ ba là cái người không có trách nhiệm, thứ tư là cái người ấy, ích kỷ, chỉ muốn lợi mình hại người. Thế bây giờ bạn không làm việc khó, cái việc vất vả, việc khó bạn không làm, bạn dừa cho người khác. Thế người khác thì cũng giống bạn thôi. Có ai muốn làm những cái việc mà mệt mỏi, nặng nhọc đâu. Ai muốn làm những cái công việc mà khó khăn vất vả đâu. Thế bạn dừa cho người khác thì bây giờ nhá, bạn có cái kiểu sống như vậy, bạn sẽ không có được những cái người bạn tốt chân tình. Hơn nữa ấy, những cái người mà người ta làm sếp ấy, người ta làm quản lý ấy, người ta nhìn thấu bạn, bạn như nào người ta chẳng nhìn ra. Bạn như thế thì làm sao bạn thăng tiến được. Hơn nữa ấy, bạn có muốn thăng tiến, bạn có muốn lên chức hay là lên sếp hay như nào ấy, thì đồng nghiệp không ai ủng hộ bạn. Mà kể cả là bạn không làm trong tổ chức nào, bạn làm một mình, bạn làm độc lập đi, mà bạn có cái kiểu mà dừa việc ấy, bạn có cái kiểu như là ngại việc, ngại khó khăn, ngại vất vả, không kiên trì, không kiên nhẫn mà ích kỷ, bạn cũng chẳng làm cái gì nên hồn. Bạn chỉ muốn làm những cái việc mà nó dễ dàng để nó vượt được ấy. Những cái việc mà dễ dàng, mà thành công dễ dàng ấy, thì những cái việc đó nó không mang lại cái giá trị lớn. Đại loại là như vậy. Thế nên ý, những cái bạn mà có cái ấn đường mà nó khoáng đạt ý, nhá, nó rộng rãi mà nó nhìn nó bằng phẳng, nó khoáng đạt các thứ, bạn là cái người mà hết sức là nhẫn nhịn, mà bạn ý, bạn làm cái việc gì khó khăn vất vả bạn vẫn làm bình thường, bạn không oán trách, bạn không ca thán. Những cái người như thế là những người rất lắm phúc. Những cái người như thế mới là cái người mà dễ thành công. Những cái người như thế là chơi được. Còn những cái bạn nào mà cái ấn đường ấy mà nó cứ tối tối tăm tăm này, rồi nó hẹp này, xong rồi chưa kể là nó còn xẹo xiếc, nó nhăn nhúm các thứ, các bạn, nói chung là những cái bạn như thế thì bạn phải tu tâm, phải tu dưỡng cái tính cách. Và hơn nữa mình nói nhá, những cái bạn mà có ấn đường ấy mà nó bằng phẳng, nó sáng sủa, nó rộng rãi, nó khoáng đạt ấy, nhìn nó sáng sủa ấy, nhìn nó đẹp, cái đường tình duyên của các bạn cũng rất tốt. Không những là cái cuộc sống, không những là cái sự nghiệp, cái công việc, cái giao tiếp với người các bạn ok, mà kể cả là cái tình duyên các bạn rất tốt. Những cái bạn này thì các bạn luôn là những cái người mà kiểu như là các bạn tìm được một cái nửa ưng ý của mình ý. Nói chung số các bạn may mắn, cả về cái đường tình duyên rất là may mắn. Các bạn là những cái người khi mà các bạn tìm được, các bạn có cái người vợ hay có cái người chồng, hay là có cái người yêu đi, bạn trai hay là bạn gái, các bạn đều là những người mà rất trung thủy, các bạn rất biết chăm sóc, rất biết chăm sóc người yêu. Các bạn sống rộng rãi, phóng khoáng, các bạn bao dung mà.
Nói chung mình nói cái gì cái con người ta ấy, sống cứ bao dung, cứ rộng rãi, cứ sống nó cứ thật tâm nha. Kiểu gì chúng ta cũng gặp người tốt. Sống như thế nó mới thanh thản, nó mới sướng được. Chứ còn bạn mà sống giả dối bạn mệt lắm. Bạn sống giả dối ấy, thì bạn luôn trong đầu của bạn luôn luôn bạn phải nghĩ cái cách mà để mà che đậy. Bạn sống không thật thì bạn phải phải nghĩ cái cách mà bạn che đậy, đúng không? Bạn sống bạn cho đi, bạn chịu thiệt nhiều thì bạn đâu phải trong đầu bạn đâu phải lo nghĩ, đâu phải toan tính đâu, đâu phải mệt mỏi. Đúng không? Mà bạn sống bạn không hại ai, không chơi xấu ai, không hại ai, không gây thù chuốc oán với ai thì các bạn cũng yên tâm oán gì nữa. Bạn không có kẻ thù. Bạn sống thế nó sướng chứ. Bạn thanh thản chứ. Bạn không toan tính, bạn không lo toan một cái gì thì cái cuộc sống của bạn nó mới nhiều may mắn được chứ. Đúng không nào? Đấy, thế nên như cái bạn nào nhé, mà có cái ấn đường ấy mà nó rộng rãi, nó khoáng đạt nhá, nó tầm hai đầu ngón tay của các bạn ấy, các bạn là những cái người rất có nhiều phúc khí. Các bạn là những người rất may mắn, cái hậu vận của các bạn rất sướng. Một cái nét tướng, một cái điểm nữa các bạn nhìn này. Các bạn nhìn vào cái chỗ này này. Các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn vào cái cánh mũi. Đây này, hai cái bên cánh mũi này. Cả nam cả nữ nhá. Hai cái bên cánh mũi thì các bạn nhìn như thế nào? Những cái người nhá, những cái người mà nhiều phúc khí, nhiều may mắn nhá, cái hậu vận tốt nhá. Hai cái bên cánh mũi của người ta ấy, nó lớn, nó dày. Nhưng mà cái lỗ mũi của họ ấy, nó lại nhỏ. Những người này rất có lộc. Những cái người này có lộc và họ cũng là những cái người mà giữ được lộc, biết quản lý tài chính, biết quản lý tiền bạc. Đấy, các bạn cứ để ý. Các bạn nhớ, các bạn hãy để ý. Hai cái bên cánh mũi nó dày, nó lớn, nhưng cái lỗ mũi lại nhỏ. Và mũi là không được lộ, không được hách. Các bạn hãy nhớ. Còn nhớ mình nói với các bạn là như thế này này, những cái người mà mũi, có nhiều người mà mũi người ta nó hách lên ấy, nó bị lộ ấy. Mũi nhìn như mũi con vượn hay là nhìn như cái mũi con khỉ ấy, thì người ta gọi là cái mũi hách, mũi lộ. Những cái người như vậy, mình nói nhá, những cái người như vậy cho dù họ kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà họ không giữ được tiền. Nhưng mà những cái người mà cánh mũi lớn ấy, mà cái lỗ mũi của họ nhỏ ấy, thì họ lại là những người vừa có lộc mà họ lại biết quản lý tài chính. Họ biết giữ tiền nhưng mà không phải là họ ki bo keo kiệt gì nhé. Họ vẫn sống với mọi người rất thoáng, họ sống với mọi người rất rộng rãi, nhưng họ rất biết quản lý tài chính. Những cái người này thì lắm lộc. Những cái người này thì may mắn lắm lộc. Mình nói thế này này, một cái người nghèo không phải là họ không biết kiếm tiền đâu, không phải là họ bất tài đâu, mà cái người nghèo ấy, họ là cái người ấy kiếm tiền nhưng không giữ được tiền, không biết cách giữ tiền, không biết cách quản lý tài chính. Những cái người nghèo thì các bạn cứ để ý, họ tiêu kinh lắm. Tiêu kinh lắm, thích cái gì là nhích. Nhiều khi những cái người đó, các bạn cứ để ý nhé, họ đi nhé, họ đi shopping, họ đi vào những cái trung tâm thương mại mua sắm thế này thế kia. Họ nhìn thấy cái gì đẹp,
nhìn thấy cái gì ưng ý, họ mua luôn. Họ mua luôn. Rõ ràng, ở nhà, quần áo đầy, bao nhiêu quần áo còn chưa buồn mặc, chưa mặc đến. Thế mà đi ra ngoài nhìn thấy cái quần, cái áo mà ưng ý cái, mua luôn. Bao nhiêu giày dép cũng mua về, chưa kịp đi. Đi ra ngoài nhìn thấy giày dép đẹp là mua. Nhìn thấy cái túi xách hàng hiệu, nhìn thấy đẹp cũng mua. Cứ mỗi thứ, mình nói các bạn, mỗi thứ nó cứ cộng lại. Thì là hết. Không để ra được một cái gì. Như người ta có tiền ý, ok, cái thứ gì cần thiết thì mua, không cần thiết thì đừng có mua. Cứ để lại, tích trữ đi, tích góp đi, để mà đầu tư, để mà làm ăn, để mà đầu tư một cái gì, để sau này cái tiền nó đẻ ra tiền, để mà còn tiền nó còn sinh lợi cho mình chứ. Để sau này mình có cái khoản, người ta gọi là cái khoản mà khoản thụ động kiếm tiền. Bạn nhiều khi bạn mệt mỏi, bạn không làm cái gì mà tiền nó vẫn cứ đến với bạn chứ. Bạn phải đầu tư, bạn phải như thế chứ. Chứ bây giờ bạn cứ có bao nhiêu bạn tiêu bấy nhiêu. Hoặc là những cái người mình nói, những cái người mà kiểu những cái người nghèo mà người ta không biết quản lý tài chính ấy. Các bạn cứ để ý, người ta mua, toàn mua những cái mà thứ nhất là nó không thiết thực, thứ hai là mua càng để càng mất tiền. Càng để càng mất tiền, những cái người ta gọi là tiêu sản ấy, chứ không phải là tài sản. Ví dụ bạn mua cái ô tô, bạn mua cái xe, bạn mua cái phương tiện, bạn vừa mua cái là đi ra cửa hàng là mất giá rồi, đúng không? Xong rồi nó mất giá từng năm một, mỗi năm bạn lại mất thêm. Đấy là tiêu sản. Chứ còn những cái người, các bạn lại để ý, những cái người mà người ta mà biết quản lý tài chính ấy, người ta là những cái người ấy, người giàu ấy, thì họ mua cái gì, cái tiền lẽ ra là cái tiền mua cái xe, họ mua được cái xe mới, nhưng họ lại không sẵn sàng họ mua cái xe đã qua sử dụng. Nó rẻ đi được rất nhiều, mà cái chức năng của nó vẫn hoạt động, vẫn ok mà. Người ta đâu cần phải hào nhoáng gì đâu. Sau này người ta có không thích, người ta bán đi, người ta đâu có lỗ đâu. Đâu có lỗ mấy đâu. Hoặc là cái tiền đó người ta để người ta đầu tư, người ta làm việc khác. Người ta mua những cái thứ mà càng để, cái giá trị nó càng có, nó càng bền vững. Chẳng hạn là mua đất làm nhà, chẳng hạn là như thế, đúng không? Hay là mua những cái gì mà nó cứ càng ngày nó càng sinh ra được. Hay là họ dùng cái tiền đó, họ ít ra là họ cũng mua. Họ mua con gà về, họ nuôi để họ để gà đẻ trứng. Các bạn thấy đấy, nó khác nhau là ở chỗ đó. Đấy, thế nên các bạn làm nhé, mà các bạn nhìn nhé, hai cái cánh mũi của họ ấy, nó lớn nhá, mà nó dày nhá, mà cái lỗ mũi của họ lại bé. Nó không bị lộ, nó không bị hách. Những cái người này họ là những người rất có phúc. Những cái người này thì may mắn lắm. Những cái người này thì họ nhiều tiền, nhiều tài sản lắm. Ừ, cái người như thế này họ làm cái gì cũng tốt. Mà đặc biệt nhá, mình nói nhá, đặc biệt là những cái người này cũng là những cái người mà rất đáng tin cậy. Ừ, họ sống với mọi người, họ sống rất là đẹp. Họ rộng rãi, họ thoải mái. Họ là như thế này này, mình nói này, những cái người này thì họ sống với bạn bè, họ sời lời lắm, họ thoáng lắm. Họ rất sời lời, họ không hề tính toán. Ừ, cái người đã là cái người mà có lộc ấy, thì thường thường là phải công nhận là như thế này. Họ sống rất sời lời, sống rất cho đi, sống rất phóng khoáng. Cứ bảo làm sao mà cứ càng ngày càng có lộc. Và mình nói luôn với các bạn là như thế này nhé. Các bạn muốn có phúc có lộc ấy, các bạn sống ấy, các bạn thoáng lên, các bạn cho đi. Các bạn chịu khó, các bạn cho đi. Các bạn sời lời vào, các bạn chịu khó, các bạn đi, các bạn làm từ thiện đi, giúp đỡ đi. Nếu các bạn, nhưng mà mở ngoặc, đấy là cái trường hợp ý, các bạn đã là cái người mà tự lo được cho các bạn rồi. Nghĩa là các bạn có tiền để các bạn tự lo được cho bản thân rồi, thì các bạn hãy nên sống theo cái kiểu cho đi, sống kiểu phóng khoáng. Để làm sao? Để cái lộc nó đã có, nó còn có nhiều hơn. Còn những cái bạn nào mà bạn đang thu nhập, bạn đang kém hay là như thế nào ấy, các bạn chưa tự lo cho bản thân ấy,
thì các bạn hãy tự lo cho bản thân mình tốt trước đi. Khi nào mà các bạn tốt rồi thì các bạn đi, các bạn cho đi thì nó sẽ tốt. Còn các bạn đầu tiên là các bạn phải tự lo cho bản thân cái đã. Được chưa nào? Còn một cái điểm nữa này, các bạn để ý này. Một cái điểm nữa, các bạn nhìn vào cái đôi tai. Đây, các bạn nhìn vào cái đôi tai. Mình nói các bạn là như này nhá. Những cái người mà có cái đôi tai ấy, nó vừa to, mặc tai người ta dày, cái dái tai người ta rủ xuống ấy, cái sắc tai của người ta lại hồng hào ấy. Mình nói những cái người này thì lắm phúc nhiều lộc vô cùng luôn. Những cái người này nhiều phúc khí lắm. Những cái người này làm cái gì người ta may mắn ấy. Người ta là những cái người vừa có sức khỏe tốt, sống lại tốt, sống lại chân tình, sống lại chân thành. Những cái người này lắm lộc lắm, làm cái gì cũng thành công. Cái đôi tai nó ăn với cả cái nội tạng cơ thể. Thế đâm ra là những cái bạn nào ấy, mình nói những cái bạn nào mà sức khỏe tốt thì tai nó mới dày, nó mới to được, nó mới tốt được, nó mới hồng hào được. Còn những cái bạn nào ấy mà tai của các bạn ấy mà cái màu mà nó tai vừa nhỏ vừa mỏng ấy mà cái màu nó lại xám xám xịt xịt ấy, sức khỏe các bạn kém lắm, cái nội tạng kém lắm, nhất là cái thận. Cái thận mà khỏe thì ăn liền với cái tai. Các bạn để ý những cái người nhá, những cái người phong độ nhá, những cái người phong độ thì nhìn vào cái tai của họ luôn là dày dạn. Và những cái người phong độ, những cái người mạnh khỏe thì cái thận của họ rất là tốt. Cái thận của họ rất khỏe mạnh. Cái người mà thận tốt thì mới phong độ được, mới có sức khỏe được. Còn cái người mà thận kém ý, thận suy ý, thận có vấn đề ý, tong teo lắm. Những cái người đó thì tong teo lắm. Những cái người đó thì nhìn trông dễ ốm đau lắm, không phong độ, giật dẹo. Các bạn để ý. Thế nên mình nói cái sức khỏe rất quan trọng. Mà những cái người tai to tai dày rất khoát là họ là những cái người thận rất khỏe, cái nội tạng rất khỏe. Không những là thận đâu mà tất cả những cái nội tạng. Bởi vì mình nói tất cả nó đều liên quan đến nhau hết. Từ gan thải độc, thận lọc máu lọc nước, đúng không? Sau đó là phổi hít không khí, nó đều liên quan đến nhau hết. Nói chung những cái người mà người ta có sức khỏe, cái tai của họ sẽ là cái người mà có cái tai vừa to vừa dày. Các bạn nhớ một cái điều là như vậy. Thế nên ý, những cái người mà có tai to mà dày, cái dái tai rủ xuống đây này, các bạn để ý nhá, những cái người này họ làm cái gì họ dễ thuận lợi, dễ may mắn. Những cái người đặc biệt là những cái người này rất thông minh. Những người này rất thông minh. Nếu mà trong công việc, trong kinh doanh ý, họ nhìn đâu cũng ra cơ hội. Nhìn đâu cũng ra cơ hội. Mà những cái người này họ là những cái người dám nói, dám làm. Nói được, làm được. Rất kiên trì, rất bền bỉ. Làm cái gì cũng thành công. Các bạn hãy cứ để ý luôn. Các bạn hãy cứ để ý luôn. Toàn là những cái người thành công, những cái người mà giàu, những cái người mà có địa vị, có chức quyền ý. Các bạn cứ để ý cái tai của họ ấy. Người nào thì cái tai cũng vừa to vừa dày, cái sắc tai nó hồng hào, nó đẹp vô cùng luôn. Các bạn cứ để ý đi, đúng không nào? Thế nên ý, cái bạn nào ấy nhá, cái bạn nào mà tai mà vừa to vừa dày, dái tai rủ xuống, mà cái tai của bạn, cái sắc tai mà nó hồng hào ấy, các bạn là cái người mà có nhiều phúc báu lắm. Các bạn là những cái người mình nói các bạn đã sống nó, các bạn hết đời không bao giờ hết tiền. Những cái bạn này thì lắm lộc lắm tiền. Bạn này thì quý lắm. May mắn hơn người. Đó.
Một cái nét nữa này, một cái nét nữa mà báo hiệu bạn là cái người mà nhiều phúc khí, bạn là cái người may mắn, cái hậu vận của bạn rất tốt này. Các bạn nhìn vào cái miệng. Cái miệng thì các bạn nhìn vào cái chỗ nào? Những cái người này nhé, các bạn để ý nhé. Cái khóe miệng của những cái người này nó luôn đi lên, nó luôn hướng lên. Các bạn cứ để ý đi. Mình nói với các bạn là như thế này, những cái người mà có cái khóe miệng mà hướng lên ý, nhiều khi họ không nói, họ ngậm miệng, nhưng mà cái miệng của họ, các bạn cảm giác như là họ đang tươi cười. Ừ, nhìn nó tươi. Những cái người mà có cái miệng mà khóe miệng mà hướng lên ý, thì thường là như thế này. Nhìn cái vẻ mặt của họ rất nhẹ nhõm, rất thân thiện, rất dễ gần. Các bạn hãy để ý. Các bạn hãy để ý. Mà những cái người mà thân thiện, dễ gần ý, nhá, những cái người mà có cái vẻ mặt mà nó nhẹ nhõm, nó thoải mái, nó thong dong, nhìn nó bình tĩnh, nó điềm đạm ý, nhìn nó ôn hòa ý, thì những cái người đó đa phần là những người rất nhiều phúc, rất nhiều phúc khí. Các bạn hãy nhớ, các bạn hãy nhớ một cái điều là như vậy. Mà hơn nữa nha, mình nói với các bạn nha, những cái người khóe miệng hướng lên ý, họ đều là những người rất lạc quan, họ đều là những người rất thông minh. Những cái người này sống rất tốt, cái lời ăn tiếng nói của họ rất chân tình, rất chân thành. Những người như này thì rất hiểu biết, họ nói chuyện ý, rất chân tình. Các bạn có thấy là những cái người nào mà người cái miệng đẹp mà người ta nói ra những cái lời mà người ta hay kiểu như là người ta nói ra những cái lời mà cay nghiệt hay nói những cái lời mà xúc phạm người khác không? Không bao giờ. Cái người miệng đẹp ấy nó đi theo cái nhân quả. Cái lời nói của bạn nói ra ấy, nó đẹp đẽ, nó tốt đẹp, nó giúp ích cho đời, cho người. Nó khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Bạn chân thành, chân tình, không thảo mai, không lừa lọc, không lừa dối, thì cái miệng của bạn nó sẽ đẹp. Còn ý, bạn cứ để ý những cái người ý, những cái người mà hay kiểu như là buôn chuyện ý, hay gieo rắc thị phi, hay đặt điều ý, hay vu khống, hay hãm hại người khác, hay cãi nhau, cái miệng của họ rất xấu. Cái miệng rất xấu. Những cái người như vậy thì cái miệng, một là cái miệng nó lệch, nó méo. Hai là ấy, cái miệng ấy thì nó cứ chu ra, nó như kiểu như là nó đang thổi lửa ấy, nó đang chu ra ấy. Cái miệng rất là nhọn. Ba ấy, thường là cái miệng của họ ấy, thì cái môi nó không đều nhau, hơn nữa nó lại thâm xì. Các bạn hãy nhớ. Thế nên những cái người ấy, những cái người mà có cái miệng ấy, cái khóe miệng nó tươi, nó đi lên ấy, hướng lên ấy, những người này lắm phúc nhiều lộc. Những người này sống rất tử tế, lời ăn tiếng nói của họ rất tốt, rất chân tình. Không bao giờ họ sống với người khác, không bao giờ họ lợi dụng người khác, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà lợi mình hại người. Những người như thế bảo sao mà không nhiều phúc nhiều lộc được. Hơn nữa nha, các bạn cứ để ý là những cái người mà miệng đẹp nha, cái miệng hướng lên nhá, họ làm cái gì nhá, họ nhá không bao giờ, nghĩa là họ rất lạc quan, họ làm cái gì, họ gặp cái nghịch cảnh gì, hay là cái việc gì vất vả, hay là gặp cái biến cố gì, họ sẵn sàng họ vượt qua, họ rất lạc quan, luôn luôn là cái suy nghĩ họ tích cực, mà họ vượt qua một cách mà nhẹ nhàng luôn ý. Rất kiên cường. Và hơn nữa nhé, có một cái điều này là các bạn hãy để ý này. Những cái người mà có cái khóe miệng hướng lên ý,
Họ nhá là những cái người mà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Các bạn mà chơi với họ ấy, các bạn mà hoạn nạn, các bạn khó khăn hay là như thế nào ấy, các bạn nói với họ một câu, họ sẽ giúp các bạn. Những cái người này thì cái tấm lòng của họ nó trong sáng, cái trái tim của họ, cái suy nghĩ, cái đầu của họ nó trong sáng lắm. Họ chơi với mọi người là họ muốn tốt, luôn muốn tốt cho mọi người. Bạn có cái chuyện gì họ sẵn sàng họ giúp đỡ. Chính vì vậy thì những cái người này họ cũng là những cái người có nhiều quý nhân lắm. Họ là những cái người mà có nhiều cái mối quan hệ, có nhiều bạn bè chân tình, cái mối quan hệ của họ chất lượng. Cái này là cái không thể thiếu nếu như một cái người mà kiểu như là có nhiều phúc, cái này nó không thể thiếu. Bởi vì bạn cứ mà giúp đỡ, bạn cứ chân tình, bạn cứ trong sáng, bạn cho đi, bạn chịu thiệt, bạn giúp đỡ người khác ấy, cái phúc của bạn nó tăng lên. Các bạn hãy nhớ đấy. Mình làm cái gì? Bây giờ nhá, mình chỉ nói đơn giản. Các bạn muốn kiếm nhiều tiền thì đương nhiên là các bạn phải lao động, các bạn phải chăm chỉ. Các bạn phải đi tìm những cái công việc nó ra tiền. Các bạn phải bỏ thời gian công sức thì nó mới có tiền. Đúng không? Và các bạn muốn kiếm nhiều phúc, các bạn muốn có nhiều phúc thì đương nhiên các bạn lại phải luôn phải sống tốt với mọi người, phải giúp đỡ mọi người, phải trao đi những cái giá trị tốt cho mọi người. Mà hơn nữa nha, mình chỉ nói đơn giản, nếu như mà các bạn có được nhiều phúc ấy thì cái chuyện tiền ấy nó lại rất đơn giản. Bởi vì đôi khi các bạn chỉ cần giúp một người, các bạn có phúc, các bạn tạo phúc cho một cái người mà vô tình cái người đó là cái người nhiều phúc ấy, thì cái chuyện tiền nong không là vấn đề gì luôn. Họ sẽ là cái người đem lại cái cơ hội cho các bạn ấy có rất nhiều tiền, rất nhiều tài sản. Mình nói ví dụ là như thế này thôi này. Như các bạn thấy là trong những cái câu chuyện ngày xưa thì các bạn cũng biết ý. Cái người này người ta cứu mạng một cái người này, mà cái người này lại là con, lại là hoàng tử, lại là con vua. Thế về về sau thì được trả ơn thì mới biết là đây là cái người mà con vua được là hoàng tử, thì nhà vua mới cảm ơn, quay lại cảm ơn cho rất nhiều tài sản. Các bạn hãy để ý cái điều đó. Ý là gì? Giúp đỡ người, giúp cái người có phúc thì mình sẽ có phúc. Nhưng mà ngược lại, các bạn cho đi, các bạn giúp đỡ thì các bạn cũng phải để ý nhá. Các bạn cũng phải để ý. Các bạn giúp phải giúp đúng người. Chứ các bạn cho đi mà các bạn giúp đỡ sai sai cách, sai người, vô tình là các bạn lại làm hại người ta. Như thế là không phải là các bạn làm phúc đâu. Các bạn hãy nhớ. Các bạn cũng là cho mà cho một người, ví dụ là các bạn cho tiền một người mà cái người đó sử dụng cái đồng tiền của bạn ấy, người ta làm những cái việc tốt, người ta ăn uống có sức khỏe để người ta học tập, người ta làm những cái điều tốt, thì bạn mới là cái người có phúc. Chứ còn các bạn mà cho người ta tiền mà người ta đi, người ta ăn đi chơi, đi uống rượu, xong rồi người ta say xỉn, người ta đi làm những cái chuyện mà hại người không tốt ấy. Hay là bạn cho người ta tiền, người ta đi, người ta mua những cái phương tiện để người ta đi, người ta làm những cái việc mà sai sai trái pháp luật ấy, thì vô tình bạn cũng là cái người mà mất phúc, bạn lại là không tốt. Thế nên là để mà có cái phúc ý, thì đôi khi là chúng ta cũng phải cẩn thận. Cái lòng tốt của chúng ta là đôi khi là chúng ta phải có cái sự hiểu biết. Không hiểu biết là cái lòng tốt là vô tình trở thành là hại người, trở thành là gây hại cho người, gây hại cho bản thân, đúng không nào? Đấy, thế đại loại là như thế. Đại loại là những cái người bạn nào nhé, cái khóe miệng của các bạn nó hướng lên nhé, xin chúc mừng các bạn. Các bạn là những cái người có rất nhiều phúc, cái hậu vận các bạn rất sung sướng, các bạn là những cái người may mắn. Cả nam cả nữ. Một cái điểm nữa, một cái nét tương nữa, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn vào cái đôi lông mày của họ. Những cái người nào nhưng mà có cái cặp lông mày mà người ta gọi là cái cặp lông mày mà nhìn nó thanh tú ấy, xin chúc mừng. Thế lông mày thanh tú là như thế nào? Bây giờ nhá, mình nói các bạn nhá, lông mày thanh tú là như thế này này. Nó không dài quá, nó không ngắn quá,
nó không đậm quá, nó không nhạt quá, nó hài hòa, nó thanh thoát, nó cân đối với khuôn mặt. Nhìn nhờ có cái cặp lông mày như thế, nhìn gương mặt của bạn nó sẽ sáng lên, nhìn nó thông minh lên, nhìn nó rất phù hợp với cái khuôn mặt của các bạn. Các bạn hãy để ý, đấy là lông mày thanh tú đấy. Còn những cái người có những cái người lông mày thì dài nửa nượt cũng là không tốt. Có những người thì ngắn ngắn cùn, cục lốc cũng là không tốt. Có những cái người lông mày thì mọc đậm quá, nhìn cái mặt của bạn tối đi cũng không tốt. Rồi có những cái người mà quá nhạt, cái lông mày nó quá nhạt, quá thưa ấy, cũng không tốt. Thế nên cái lông mày thanh tú nó phải là hài hòa, không đậm quá, không nhạt quá, không dài quá, không ngắn quá. Các bạn nhớ nhá, không cao quá mà cũng không thấp quá. Nhìn cái lông mày nó rất hài hòa, nhìn nó toát lên cái vẻ mà thông minh. Nhìn cái khuôn mặt của các bạn, nhìn vào cái khuôn mặt của bạn nó thiện cảm, nhìn nó thông minh, nó thanh tú, nhìn nó đẹp. Đấy là lông mày thanh tú. Các bạn hãy nhớ, nhiều người nhá, mình nói các bạn, nhiều người kiểu như là người ta đi, người ta làm lông mày ấy, buồn cười lắm. Người ta theo một cái như kiểu là theo một cái công thức, theo một cái barem gì đó. Người nào lông mày nhìn thì dài ngoằng ngoằng, xong rồi nhìn nó sắc lẹm ra. Đi xăm hay là đi thêu hay là đi làm cái gì, hay đi vẽ hay là đi điêu khắc cái gì mà nhìn trông, nhìn trông nó sắc nét, sắc lẹ mà nhìn trông. Mình nói đâu phải là cứ lông mày cứ dài là ai lông mày tướng. Không phải là cái tướng nào mà cứ lông mày dài nó mới là đẹp đâu. Hay là nó phải là đậm, đậm đà thế này thế kia nó mới là đẹp đâu. Các bạn nhìn cái lông mày các bạn nó đậm, nhìn nó giữ, giữ tướng. Trông nó sắc quá, nhìn nó cũng giữ tướng, nhìn cái tướng nó mất phúc đi. Các bạn hãy nhớ là những cái người mà có nhiều phúc ấy, có nhiều lộc, có nhiều may mắn ấy, nhìn các bạn phải làm sao, các bạn nhìn vào mặt người ta ấy, các bạn phải thấy là người ta có một cái thiện cảm, một cái nhẹ nhàng. Người ta là những người thông minh hiểu biết, và người ta cũng là cái người bao dung nhân từ. Người ta không làm hại bạn. Các bạn nhìn người ta, các bạn không cảm thấy phải đề phòng người ta, không thấy sợ người ta. Thì đấy mới là những cái người nhiều phúc, nhiều lộc. Chứ còn bạn nhìn vào người ta mà bạn cảm thấy là cái người này nó có cái gì nó dữ dằn, cái lông mày mà nó quá sắc nét hay là nó quá đậm, nó tạo nên cho bạn là cái vẻ mà dữ dằn. Mà lông mày như thế thì đâu có thanh tú đâu. Nói chung cái lông mày các bạn phải để làm sao nhìn cho nó hài hòa, nó tự nhiên. Nói chung cái người mà có cái cặp lông mày thanh tú, tóm lại, cái người có cái cặp lông mày thanh tú là những cái người ấy, là những người rất nhiều phúc. Những cái người này may mắn, những cái người này hậu vận cực kỳ tốt. Và nhớ các bạn cứ để ý, những cái người mà có cái lông mày thanh tú nhá, họ thường là những người rất thông minh. Những cái người này rất thông minh và những cái người này luôn có quý nhân. Họ đối xử, họ cư xử với người khác rất khéo léo, nhẹ nhàng, rất thông minh, rất chân tình. Các bạn cứ để ý. Các bạn hãy nhớ là như thế này này, những cái người mà có cái cặp lông mày thanh tú ấy, họ là những cái người mà họ rất chân tình với mọi người đấy. Các bạn cứ giao tiếp, các bạn cứ tiếp xúc. Những cái người này thì họ ấy, họ cái cách sống của họ ấy, nghĩa là ấy, không bao giờ để người khác phải thiệt thòi. Cái bản thân họ ấy, họ hy sinh, họ chịu thiệt một tí, họ vẫn ok. Kiểu là như vậy. Không gây gổ, không làm những cái việc mà kiểu như là để cho người khác phải lo lắng. Không làm những cái việc mà để mà kiểu như là tổn hại đến người khác. Những người thông minh, những người biết cư xử ấy, thường nhiều phúc nhiều lộc lắm. Rất nhiều phúc nhiều lộc. Ừ, đấy. Thế bạn nào mà kể cả nữ hay là nam, nếu bạn nào mà có cái lông mày thanh tú, xin chúc mừng các bạn. Các bạn rất nhiều phúc nhiều lộc. Cái hậu vận các bạn rất sướng. Còn nhớ bạn nào nhớ mà lông mày nhớ mình nói nhớ, mà cái sợi lông mày mà nó cứng ý,
rồi nó mọc, nó dày, nó đậm, rồi nó cứ nhìn nó cứ lộn xộn ý. Số các bạn vất vả lắm, nhất là những cái bạn mà cái lông mày mà nó khô nó cứng mà nó cần úa úa nhìn cái màu các bạn nó ngả vàng ấy, các bạn vất vả cực kỳ luôn. Hoặc là những cái bạn nào mà lông mày nó quá đậm ấy, quá đậm quá dài, các bạn cũng là cái người mà kiểu như là các bạn thô thiển lắm, các bạn sống với mọi người thế này thế kia, các bạn hay gây gổ, hay nóng tính, các bạn hấp tấp, các bạn không không kiềm chế được bản thân. Những cái bạn như vậy là những cái bạn dễ gặp họa. Hoặc là những cái bạn nào mà lông mày các bạn mà đứt đoạn ấy, cái lộc các bạn thì nó cũng không không bền đâu, cái lộc các bạn nó cũng không nhiều đâu, cái lộc của các bạn là dễ bị tán lộc, kiểu là như vậy. Sau này thì có một cái dịp nào đó thì mình sẽ chia sẻ riêng về những cái tướng lông mày, hướng lên hướng xuống như nào, cong như thế nào, thẳng thì là như thế nào, chữ bát thì như thế nào, hình núi thì là như thế nào, hình đồi như nào, lưỡi liềm tất tật tật, mình sẽ chia sẻ về cái tướng lông mày thật nhiều để cho quý vị hiểu. Đấy, thế đại loại là bạn nào mà có cái lông mày thanh tú nhất, xin chúc mừng các bạn nhé. Một cái nét tướng nữa này, một cái nét tướng nữa các bạn nhìn này, các bạn nhá, cái người nào nhá mà có cái mũi ý, nó vừa dài, nó cao, nó thẳng, đấy các bạn hãy để ý nhá, dài cao thẳng nhưng mà không được trơ xương nhá, các bạn hãy nhớ từ cái sống mũi cho đến cái đầu mũi các bạn nhìn nó phải đầy đặn một chút. Mình chưa nói đến cái chuyện to hay là như thế nào, hay là cái cánh mũi nó vững vàng như nào, nhưng đại loại cứ khi mũi của bạn ấy nó cao, nó thẳng, nó dài, các bạn là những cái người rất có phúc khí. Các bạn là những cái người rất may mắn. Mình nói nhá, những cái người như thế này họ thường là những cái người có địa vị, họ thường là những người rất dễ thành công, rất dễ vươn lên. Ừ, họ rất dễ kiểu như là họ là những cái người mà luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ ấy. Những cái người này nhá, họ thành công nhưng mà họ lại là những cái người mà luôn để lại những cái ấn tượng tốt cho mọi người, họ không kiêu ngạo. Họ thành công đấy, họ thành đạt đấy, họ giỏi đấy, nhưng họ lại luôn hòa đồng, họ không kiêu ngạo, họ là những người lại luôn là những cái người mà biết quan tâm đến người khác đấy. Các bạn cứ để ý đi, những cái người mà mũi vừa dài vừa cao vừa thẳng, cái người này sống rất tình người, rất biết quan tâm đến người khác, sống rất chân tình chân thành. Họ là những cái người làm cái gì họ may mắn, đặc biệt là những cái người này họ làm cái gì nhá, họ rất kiên trì, họ làm đến cùng, họ làm cái gì họ không bỏ giờ đâu. Cái người này thì nghị lực rất nhiều, rất có nghị lực. Các bạn cứ để ý đi, những cái người mà mũi cao thẳng ấy, vừa cao vừa thẳng mà mũi dài ấy, đặc biệt là như thế. Thường thường thì các bạn cứ để ý là như thế này, là những cái người ấy, những cái người mà có địa vị ấy, những cái người mà họ thường là những cái người mà lãnh đạo, họ thường là những người sếp ấy nhá, thường là những cái người có chức vụ ấy. Các bạn cứ để ý, những cái người như thế, cái mũi của họ luôn là những cái người mà mũi cao, vừa thẳng, vừa dài. Các bạn hãy nhớ đấy. Cái người mà có cái tướng mũi như vậy, họ ấy, kiểu như là cho dù là họ thăng tiến, họ là những người có địa vị mà, nhưng mà ấy, không bao giờ họ bị người bên dưới đố kỵ hay là ghét bỏ hay là như thế nào đâu. Bởi vì họ rất biết cư xử, rất biết quan tâm, rất biết để ý đến những cái người bên dưới, đến những cái người xung quanh mình. Thế bảo sao mà không lắm phúc, bảo sao mà không lắm lộc, không may mắn. Ừ, đấy các bạn để ý đi. Nhưng mà phải nhớ, các bạn nhớ lưu ý một cái điều là như này nhá. Cái mũi của bạn nó cao nó thẳng ấy, nhưng các bạn hãy nhớ là như này nhá, cái sắc mũi nhìn nó phải sáng.
nhìn nó phải đầy đặn một chút. Nhá, các bạn hãy nhớ, cái sắc mũi nó phải sáng, nhìn nó phải đầy đặn. Chứ đừng có cao thẳng rồi xong cái mũi của bạn nó chơi hết cả xương ra thì không được đâu. Rồi xong là cái sắc mũi của bạn nó cũng xám, nó cứ ảm đạm, nhìn nó u tối cũng là không tốt đâu. Nó phải sáng sủa, nhìn nó phải đầy đặn. Hơn nữa là cái mũi của bạn ấy nó đừng có bị lõm hay là nó đừng bị gồ chỗ nào, nó thẳng là nó thẳng. Nó thẳng ấy, nhìn cái bề ngang nó cũng là thẳng. Mà nhìn cái bề dọc nó chia đôi khuôn mặt nó cũng phải là thẳng. Nó cũng phải nằm ngay ngắn chính giữa cái khuôn mặt của các bạn. Những người như này phúc khí vô cùng luôn. Nhiều may mắn. Những cái người như thế này mình nói các bạn sẽ sống cả đời, các bạn luôn luôn là những cái người mà nhiều tiền, nhiều của. Các bạn có bao giờ là các bạn hết tiền, các bạn có bao giờ thiếu tiền bao giờ đâu. Cái may mắn nó cứ ào ào, nó cứ ùa, nó đến với các bạn ấy. Ừ, những cái người như thế này thì sống chân thành trước sau như một. Cái người này thì ý chí mạnh mẽ lắm. Dù là họ làm nhân viên hay là họ làm sếp hay là như nào ấy, giao cho họ cái việc gì, họ làm đến cùng. Họ không nản, không từ bỏ. Càng khó khăn họ càng làm, càng khó khăn họ càng hoàn thành. Nói chung mình nói các bạn nhé, những cái người nhé, các bạn cứ tiếp xúc đi, những cái người nào nhưng mà họ ấy, có cái mũi vừa cao vừa thẳng vừa dài ấy, cái mũi đầy đặn ấy, sáng sủa ấy, các bạn chơi với họ đi, họ rất chân thành. Họ toàn là những cái người tử tế. Các bạn chơi với họ các bạn rất thích. Các bạn sướng lắm. Các bạn giao tiếp được với họ ấy, các bạn yên tâm lắm. Những cái người đó họ luôn đối xử với các bạn ấy bằng cái tấm lòng ấy. Chứ còn sợ nhất là các bạn cứ chơi với những cái người mà cái mũi nó vừa lệch, nó vẹo nhá. Không thì nhất là những cái người mà có cái mũi mà kiểu mũi già mồm nữa. Tính toán lắm. Những cái người đó mưu mô tính toán. Không thì có những cái người mà mũi lại còn, mình nói có những cái người mà cái sống mũi nó cứ gập ghềnh, nó gãy lên gãy xuống, không thì nó gồ ra cũng không tốt. Rồi là những cái người mà mình nói những cái sống mũi nó gầy nhá, nhìn nó sắc lẹm, nhìn nó như kiểu lưỡi dao, như kiểu cái sống dao ấy, nó trơ xương, nhìn nó sắc lẹm. Các bạn đừng chơi với những cái người như vậy. Hoặc là những cái người mà cái đầu mũi người ta ấy, cái đầu mũi người ta lại nhọn ý, không có tí thịt nào, nhìn nó không tròn trịa. Cái đầu mũi nhìn nó không có tí thịt, nhìn đầu mũi nó vừa nhỏ vừa nhọn. Các bạn đừng, những cái người như vậy các bạn, những cái người như vậy người ta không chân thành, không chân tình. Người ta tính toán, người ta không trọng tình, không trọng nghĩa. Mà những cái người như vậy họ chỉ trọng lợi, trọng danh thôi. Mà ở họ không có cái sự trung thành. Đấy, các bạn cũng... Thôi nói tóm lại là hôm nay là mình chỉ chia sẻ về những cái nét tướng mà có phúc, có may mắn thôi. Còn về sau những cái, còn nhiều những cái kiểu mà để mình chia sẻ để nhận biết một cái người ấy, nên gần hay là không gần, hay là như thế nào. Thì các bạn cứ từ từ, các bạn cứ yên tâm là như vậy. Một cái điểm nữa các bạn nhìn này. Một cái điểm nữa nhé các bạn nhìn nhé. Các bạn khép cái bàn tay của các bạn vào, khép cái những cái ngón tay của các bạn vào. Các bạn nhìn ý, nếu như mà là nó khít, nó không có cái khe hở nhá. Các bạn để ý đi, các ngón tay của bạn khít mà không có khe hở, các bạn là cái người rất có phúc báo. Các bạn là những cái người rất may mắn, rất có lộc. Các bạn là những người có tiền. Các bạn biết quản lý tài chính. Tuy nhiên các bạn cũng là cái người mà phải nói, các bạn cũng là cái người mà sống các bạn khá là sông xanh sởi lởi đấy, chứ không phải là ki bo keo kiệt. Các bạn hãy nhớ nghĩa là gì, nghĩa là cái lộc nó đến với các bạn rất nhiều, nhưng các bạn là những cái người các bạn giữ được lộc. Các bạn để ý đi, mình nói nhá, những cái bạn nhá mà tay mà khép lại mà khít ý, mà kín ý nhá, các bạn đều là những cái người rất có tài. Các bạn làm được nhiều việc, các bạn rất có tài, các bạn làm cái gì nó cũng suôn sẻ, làm cái gì cũng thuận lợi.
nhanh nhẹn, hoạt bát. Những cái người này phải nói là từ khi mà từ bé họ sinh ra, họ đã là một cái người mà kiểu như là may mắn rồi, đã là cái người mà có tài hơn người rồi, đã là những cái người mà kiểu như họ làm cái gì họ cũng đều làm, họ bắt chước rất nhanh, họ học hỏi rất nhanh, họ làm cái gì họ để tâm vào cái là họ làm được hết. Mình nói nhé, cái tướng bàn tay, cái bàn tay nó quan trọng lắm. Bạn phải nhớ là thế này này, một cái bàn tay đẹp, cái yếu tố quan trọng là như này, cái bàn tay của họ ấy, nó phải dày dặn, nó phải hồng hào, nó các ngón tay của họ nó phải khít, và những cái ngón tay của họ nó phải thon, nó phải nuột nà. Trong khi đó nhá, cái yếu tố là những cái ngón tay nó khít ấy, khi các bạn nắm, các bạn khép và nó khít ấy, thì đây là cái yếu tố rất quan trọng. Cái người có phúc hay là không có phúc, nhìn vào bàn tay chúng ta biết. Mình nói một cái người mà có cái gương mặt đẹp nhưng mà bàn tay của họ không đẹp, thì cái người đó, cái tướng của họ chưa quý. Nhưng một cái người mà có cái gương mặt chưa đẹp nhưng cái bàn tay của họ mà đẹp, người này là cái người quý tướng. Các bạn hãy nhớ đấy. Thế để mà nói cái bàn tay, cái tướng bàn tay ấy, nó rất quan trọng. Các bạn hãy để ý một cái người có cái bàn tay đẹp, họ luôn là người thành công, họ luôn là người thành đạt, họ luôn có phúc, luôn nhiều tiền. Và những cái người có bàn tay đẹp không bao giờ họ làm được những cái điều xấu, không bao giờ làm những cái điều ác. Còn các bạn cứ để ý đi, những cái người mà có cái bàn tay mà xấu nha, những cái bàn tay mà không đẹp, thậm chí xấu, cái cuộc đời, cái cuộc sống của họ rất khổ cực, rất vất vả. Các bạn cứ để ý, các bạn nhìn bề ngoài bàn tay là các bạn biết. Cái người nào mà bàn tay nhìn người ta cứ hồng hào nuột nà, các ngón tay thon gọn, dày dặn, là đẹp. Cái bàn tay mà khô cứng thô ráp quá, rồi quá ngắn, rồi rùi đục, rồi thế này thế kia, cái màu sắc nhìn cái bàn tay thì nhìn nó cứ bần bần, cái sắc thì nó cứ u ám, nó cứ tối tối, đấy là xấu. Có những cái người ngón tay to rùi đục, nó cứ to cùng cục cũng nổi lên. Rồi những cái người mà tay thì mảnh ga mảnh khảnh, nhìn ngón tay thì cong queo, các cái ngón thì nó không nuột nà, nó không thẳng thắn, thì nó cứ quăng keo, nó lệch lạc. Chưa kể là cái lòng bàn tay, những cái chỉ tay của người ta nát bươm. Cái người như vậy khổ sở vất vả lắm. Lại có dịp mình sẽ chia sẻ về những cái kiểu bàn tay. Thế nên bạn nào nhưng mà có cái bàn tay nhá, các bạn khép lại mà nó khít, ok. Dĩ nhiên là nếu mà càng khít nhiều bao nhiêu thì cái phúc của các bạn nó càng lớn bấy nhiêu. Và các bạn là những người may mắn, các bạn là những cái người mà cái hậu vận các bạn không bao giờ các bạn thiếu thốn một cái gì. Ừ, các bạn hãy nhớ một cái điểm là như vậy. Đó, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì vừa rồi là những cái nét tướng mà mình vừa chia sẻ. Bạn nào mà có một hoặc hai cái nét tướng mà mình vừa chia sẻ ấy, bạn đã là cái người có phúc khí hơn người, bạn đã là cái người có may mắn hơn người, cái hậu vận của bạn sẽ rất là tốt đẹp. Còn nếu như bạn nào nhé mà có càng nhiều những cái nét tướng như mình chia sẻ ấy, các bạn là cái người vô cùng may mắn, cái hậu vận của các bạn không bao giờ các bạn phải suy nghĩ một cái gì, bạn là người rất có phúc. Xin chúc mừng các bạn. Bạn nào ấy mà có cái nét tướng như thế nào, các bạn để lại bình luận ở bên dưới cho mình nhé, để mình còn chúc mừng các bạn. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.